Quốc vương Jordan Abdullah đệ nhị gặp lãnh đạo Hạ viện ở Washington, tin từ Washington DC. Quốc vương Jordan Abdullah đệ nhị gặp lãnh đạo khối đa số Hạ viện Kevin McCarthy và những thành viên khác của Quốc hội hôm thứ Tư vừa qua. Quốc vương Jordan bắt đầu chuyến đi thăm chính thức Hoa Kỳ hôm thứ Ba, gặp gỡ nhiều chính khách nổi tiếng của Hoa Kỳ trong một loạt các cuộc họp mặt bao gồm Chủ tịch Hạ viện John Boehner, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ed Royce và lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi. Theo kế hoạch thì Quốc vương Jordan sẽ đến gặp Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc vào ngày thứ Sáu. Tại các cuộc họp, Quốc vương thảo luận về các mối quan hệ chiến lược giữa Jordan và Hoa Kỳ, cách phát triển các mối quan hệ, biểu lộ sự đánh giá cao của ông đối với Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đặc biệt là đối với tiểu bang về Trung Đông và Bắc Phi. Ông nói tiểu bang này hỗ trợ Jordan rất nhiều khi họ thông qua một dự luật nhằm tăng cường viện trợ trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng của đất nước. Quốc vương và các lãnh đạo Hạ viện cũng thảo luận về các vấn đề chiến lược khác nhau ở Trung Đông, bao gồm cuộc chiến chống phiến quân quốc gia Hồi giáo, căng thẳng giữa Palestine và Israel, khủng hoảng ở Syria và Iraq, cũng như vấn đề về người tị nạn Syria.